kia rồi. Bằng cấp Wi-Fi tay anh. Wi-Fi nào? Không biết biết đâu. Cái gì không xem ở đâu? Anh có Wi-Fi gì? Anh Wi-Fi bia linh đảo. Linh đảo khác à? Nhưng mà hỏi ông Vấn thì mới coi. Hỏi ông Vấn thì có mật khẩu. Bên em đông hơn bên đấy. Thanh Khánh đã đánh 3 cây vẫn vào xem được. Em đi làm đâu chưa? Thế phải bỏ nó về đây bổ ăn luôn anh. Kia là người ta xếp vào giỏ mà. Quá nhiều hạt đường độc. Đây là bàn thắng. Cái này có thể bỏ ra xem làm cái gì nào. Cái cả đốt này cho con đấy. Có làm cái gì? Làm cái gì? Chả. Tiền đâu qua mấy cái hoa xấu xấu chưa? Có đâu em không giao đâu. Hoa xấu. Hoa một tiền tự phóng đi. Để ăn thua. Trường Bách bảo sang đấy hôm nào rủ thằng Lý với thằng con chùa sang đây chơi. Anh, có anh làm gì ạ? Đấy, cháu bỏ rồi cô ơi, cháu bỏ điếu thuốc đi rồi. Cháu bỏ cái điếu thuốc lá đi.
chính đang không là lên Hà Nội anh bán được cái lắc. Thank you.
đám cưới cậu ta. Thank you.
ngang ngửa bạn Huấn đi uống rượu thôi. Ăn thua gì? Bạn ấy đã ăn lâu cũng ngang ngửa bạn thôi. Cấm đâu à? Chúng ta mà trả vào nữa. Thì phải chịu thôi.
ăn thì cứ ăn đi. Trứng có đâu nhiều này. Gì lắm thôi. Ôi má ơi. Đây là trứng vịt mà. Có 500 quả ăn bao nhiêu? Làm gì đấy? Thịt sạc. Cô gái nhân viên tối đang nặng. Tìm con. Trứng vịt lộn à? Vịt lộn. Nên quả này ăn mơ thì trứng vịt lộn luôn. Mệt gì? Lau dao đi. Có điểm rồi. À, bạn Trung bạn ấy đang khắc cái quả dưa hấu này để hôm nay xin bếp trưởng đúng không? Dạ. Thì bếp trưởng này có cái đống đồ này. Thế thì là ô sao không quay mà camera sau được? Đâu? À đây. Mà tôi không cần người quay hộ đâu. Tay nghề của bạn này rất là cao. Không có tiền trả đâu. Máy quay bánh sáng. Cái quả táo với quả chua này thì làm cái gì? Cái này là người ta bày mâm ngũ quả, bày giỏ ngũ quả, người ta đi lễ đấy bà. Ôi thế à, thế thôi mình nhầm, mình xin lỗi mà bạn ấy khắc cái này để bạn ấy đi lễ chứ không phải là để tặng. Gì quay lâu rồi, nóng hết máy rồi này. Đây trực tiếp mà lòng máy rồi. Quay lúc nãy vừa quay vừa làm này, chọn chế độ này này cho nó sáng. Anh ơi, em bỏ rồi. Nói thì mày cứ bổ thôi. Bổ gì đâu. Ba liên miền mà lên đòi thì mày nói chuyện với thọ, tao biết được. Thì em bảo là anh, thì mình bảo là anh Hồ Anh nó bị hỏng. Có bạn mà buôn niềm vui bán nụ cười hỏi chỗ nào đây bạn? Mình ở Việt Nam bạn ạ. Đấy bạn ấy trả lời là bạn gì, bạn ở Việt Nam. Châu Quỳ. Ở chỗ nào thì đương nhiên Nguyễn Thị Kim Dung, đẹp trai, tài giỏi, làm ơn bỏ cái điếu thuốc lá đi. Vâng ạ. Cô ấy phải ngoài 50. Cô ở thấy con sẽ bảo bạn ý cô ạ. Bẹp sới, em chào anh Trung. Thay mặt anh Trung chào em. Hết rồi. Đúng rồi, mình bỏ mình đi làm, người ta không lấy mình tiền nữa, nó không xem nữa. À. Đúng rồi, xem đâu. Mình tập trung vào phép tin mùa. Thôi, ai xem cứ xem đi nào. Dạ. Đấy. Cái này nó bảo bạn vẫy tay chào mọi người đang xem đi anh em. Cười đi đừng có làm mặt hành xử như thế. Bà yên thiệt, tôi tỉa lốt cho nó xong rồi. Thế có ai làm gì đâu. Mình có gây gạo cho.
tiêu đề của em là đưa gấu đi chơi mà các bác xem làm gì. Rồi ạ. Anh ơi, thành ơi, thành sao rồi? Đi đi như nào? Đấy, ok, thích bày hoa hay gì đó. Nãy nghe bổ. Hai anh em ăn không hết quả này được. Anh vẫn ngồi chờ chứ, cũng đi ngủ chưa. Thank you.
đây chỉ là cái chuôi thôi đúng không? Khi giờ cũng hiểu ghê nó quý gì. Ta ra đây rồi đây mới là quan trọng. Thank you.
lâu là về đánh nhanh thắng nhanh có bầu lấy luôn thế. Mãi không có làm nào. Có đây thì chị có biết làm nào. Tính toán hết rồi người ta mới quay. Bà có làm như tôi cứ đặt cái điện thoại lên đấy. Đấy thấy chưa? Trông điện dai thế thôi. Cũng là view mô lắm. Vâng ơi, tí là thì ra xin nốt được quân chùa mày căng. Bà tí bảo thôi mấy nữa lại cắt người, trên kia bây giờ đang trực cái này cắt người đi. Để dư vị ở ngoài tính là không phải cho nốt được quân chùa mày căng. Bố nằm đi ngồi uống rượu đổ mông. Mày kiếp anh như tiếng như huấn như là sao mà cái chó uống say mà. Đây, đâu rồi, Giới thiệu đi. Giới thiệu ít rồi. Giới thiệu nhiều quá người ta học mất nghề mình. Đây là quả dưa hấu. Giới thiệu tất cả bạn. Đây là một quả dưa hấu. Da xanh, nõi đỏ. Nó không biết bỏ mồm ngon không. Kết thúc ở đây. Con quả táo nữa mà, quả xoài nữa mà. Thế ăn được quả gì không? Quả cà chua to đấy. Quả cà chua rất to. Quả cà chua rất này đẹp. To bằng một quả táo. Trông rất là giống cái gì gì. Cái gì gì ạ?